Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, Hạ Tuế Thiên 2021, Vương Mậu Quỷ Yến. Chương 11, bị giam hãm trong vô tận. Mồ hôi mồ kê đầy mình, lại không biết bộ đồ bị kẹt cứng ở đâu, tôi điên cuồng rống lên, muốn dùng sức lực để xé rách bộ đồ. Tay nghề may vá của tiểu hoa quá tốt, dù có là sức lực phát ra trong cơn tuyệt vọng của tôi, bộ đồ cũng hoàn toàn không rách. Sau đó tôi ngoái đầu, gượng gạo nhìn cái cột năm đầu kia trở nên càng thêm khổng lồ, xòe ra hết cỡ như con rắn lớn đứng cách lưng tôi hơn một mét. Giúp tôi chăm sóc cha mẹ, tôi nói với bàn tử qua tai nghe. Tôi biết mình dứt lời này, thứ đó sẽ nhào tới nuốt chửng mình. Trong lòng tôi còn có một tia hy vọng cuối cùng, cầu mong có người sẽ xuất hiện từ phía sau cứu mình, nhưng suy nghĩ đó còn chưa kết thúc, con rắn khổng lồ kia đã nuốt chửng tôi. Trước mắt tôi tối đen, thầm nghĩ toi mạng rồi, thì cảm giác tất cả da trong mũi, trên người phút chốc đều có xúc cảm như bọc trong con sên, kế đó một sức mạnh lôi tuột tôi xuống dưới. Tầm mắt tôi khi ấy gần như đã trống rỗng, nhưng từ hình ảnh mơ hồ tôi nhìn thấy trong giây cuối cùng, vẫn biết rất rõ, thứ đó rút đá vụn từ mặt đất kéo cả người tôi vào trong kẻ đá. Đá vô cùng sắc nhọn, tôi biết tiêu rồi, chỉ cần lôi xuống 10 mét, da thịt toàn thân tôi sẽ hoàn toàn bị cắt vụn. Tôi hoàn toàn không thể chống cự. Sinh vật trông như quái xà bao bọc tôi, rẽ những khối đá, hút tôi vào sâu dưới lòng đất. Tầng đá này dày dễ đến mấy trăm mét, hang động ở đây trải qua hàng ngàn hàng vạn năm rồi sụp tự nhiên, tuy hình thành mặt đất, song bên dưới mặt đất là lớp đá chồng chất cực dày phương hướng hành động của nó vô cùng độc đáo trong cơ thể dường như có hệ thống vận động tôi không phải bị lôi xuống mà là bị hút xuống cơ thể nó giống như một cái ống hút vậy tôi là dân chuyên khoa học tự nhiên biết áp lực của đá vụn lớn cỡ nào tôi bị kéo xuống sâu một mét dưới lòng đất tầng đá xung quanh đã cực kỳ nặng cơ thể quái vật hoàn toàn không chịu đựng nổi sức mạnh này nhưng nó giống như chất gieo vô số đá vụn chèn ép vào cuốn vào cạnh tôi cắt qua da thịt tôi quả thực giống như đang bị vắt khô trong lòng giật cùng với mấy ngàn miếng trà son vậy tôi tưởng chừng mình sẽ bị ép thành thịt xay nhưng thần kỳ là những hòn đá kia liên tục bị cuốn vào nhưng lại liên tục bị vật chất trong cơ thể quái vật đẩy ra ngoài giống như phun ra vậy còn tôi lại không ngừng bị hút xuống dưới dù như vậy tôi cũng gần như thương tích đầy mình đá quá dày đặc cả người tôi bị ép đến không thể nhúc nhích đá sắc nhọn không ngừng cắt qua da thịt tôi, tốc độ sắp đạt đến ngưỡng tôi không thể cảm nhận được đau đớn nữa, chỉ cảm thấy giống như bị gặm nhấm. Nếu bạn từng ăn tôm say rượu, ắt hẳn giờ này bạn có thể hiểu, khi bạn nhấm nháp tôm say rượu, con tôm sẽ có cảm giác như vậy. Đột nhiên, tôi dừng lại, đá vụn xung quanh lột bộp rơi xuống mặt tôi một lúc, rồi cũng dừng lại. Tôi hoàn toàn không thể động đậy, khắp nơi trên mình đều không chút cảm giác không biết đã xảy ra chuyện gì đầu cũng ong ong không ngừng qua một hồi tôi mới tỉnh táo lại dùng da và mấy ngón tay để cảm nhận nơi đây nhỏ hẹp thế nào tay chân tôi hoàn toàn bị kẹt cứng không xê dịch được mảy may tôi cảm thấy có thể mình đã đến được một khe hở vô cùng hẹp dưới đáy tầng đá đã bị kẹp chặt khe hở này vừa đủ cho tôi nằm không có một khoảng trống dư thừa nào năm xưa kết cấu địa chất trong lòng núi sụp đổ các tảng đá lớn đè lên nhau sẽ hình thành khe hở, mà đá nhỏ sẽ rơi vào lấp đầy những khe hở này. Nhưng nếu góc độ thích hợp, những khe hở này sẽ không bị lấp kính 100%, vẫn sẽ xuất hiện không gian vô cùng nhỏ. Xung quanh tối đen, tôi không nhìn thấy gì cả, tứ chi vặn vẹo thành một độ cong quái dị, nhưng xương cốt có lẽ không gãy, toàn bộ thịt đều bị kẹp cứng, không thể hít thở mạnh, vô cùng áp lực. Kỳ lạ nhất là, đầu tôi hoàn toàn không thể xoay sở, cầm cũng bị kẹt cứng, không thể mở miệng. Tức là tôi chỉ có thể phát ra tiếng ư ư ư. Tôi cố gắng hô hấp, giữa các tảng đá vẫn có oxy, không đến mức ngột thở. Lúc này, da thịt trên người tôi bắt đầu đau đớn dữ dội. Mức độ đau đớn này khiến tôi cảm thấy da dẻ đều đã bị đá cắt nát hết. Bây giờ mình chỉ là một cái thây không da, thịt dính vào đá. Mất chừng mười mấy phút sau, tôi mới bắt đầu dần dần nghiêm túc suy nghĩ ý thức được mình đã bị giam hãm, cũng không biết vừa rồi đã bị lôi xuống bao sâu. Ít nhất phải đến 10 mét, tôi thầm nghĩ. Thứ đó hút tôi xuống, lại bỏ mặt tôi một cách khó hiểu, rồi thẳng thừng bỏ đi, nhưng trước khi đi nó còn nhét tôi vào khe hở dưới lòng đất. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, có lẽ nó cố ý. Sao tôi lại may mắn đến mức vào được một khe hở có kích thước vừa vặn với mình chứ? Phải biết nếu tôi không vào khe hở này Tôi đã bị nghiền như bả cài chua trong máy ép. Cũng có nghĩa là, nó làm như vậy là có ý thức, vì sao chứ? Chẳng lẽ là một cách trữ thức ăn của nó? Đây là một ngõ cục tuyệt đối, không có bất cứ không gian hay cơ hội nào để người khác đến cứu tôi. Tầng đá vụn sâu 10 mét không thể đào nổi, muộn du bình cũng không thể chui qua những kẻ đá chỉ mỏng như sợi tóc xung quanh để đến cứu tôi. Tôi nhớ trước đây từng mơ thấy một cơn ác mộng mơ thấy mình bị bê tông xây nhốt trong trụ một cây cầu lớn tôi có thể thở nhưng không gian rất nhỏ nhỏ như chỗ này vậy tôi không động đậy được chút nào giấc mơ ấy rất thần kỳ trong mơ tôi đánh cược với một người nói chỉ cần không phải chết ngay thì dù tôi bị kẹt ở đâu cũng nhất định có cách thoát ra sau đó tôi vào trong trụ cầu bê tông đó ở trong không gian đó không ngừng nghĩ cách nhớ đến những gì đã học nghĩ xem có thể lợi dụng mọi thứ xung quanh không bất cứ khả năng nhỏ nhặt nào cũng có thể giúp tôi có niềm tin thoát ra được. Song không có, trong trụ cầu bê tông chẳng có gì cả, tôi nghĩ mười mấy lần, nhận ra tuyệt đối không thể thoát ra, trong mơ tôi cảm thấy tuyệt vọng. Ở hiện thực tôi chưa từng cảm thấy nỗi tuyệt vọng đơn thuần như vậy, đó quả thực là đời chết, đơn thuần đời chết. Bây giờ không cần quá trình đó nữa, cảm giác này đã trực tiếp sọc vào đầu tôi. Tôi không làm được gì cả, cứ thế, không nhìn thấy gì cả, ấy vậy mà vào lúc này, tôi nhìn thấy thứ gì đó sáng lên. Là chiếc đồng hồ đếm ngược kia, vẫn đang đeo trên tay tôi, cánh tay tôi vặn vẹo, không biết vì sao đồng hồ lại sáng lên, tia sáng xuyên tới đây. Có phải đếm ngược đã kết thúc không? Tôi thất bại rồi ư? Ừ. Chương 12, Quỷ giáp. Dù thế nào, ánh đồng hồ đột ngột sáng lên này vẫn chiếu sáng bài nơi, khiến tôi có thể nhìn rõ nơi mình đang ở tuy tầm nhìn có hạn nhưng tốt hơn bóng tối tuyệt đối vừa rồi rất nhiều đây đúng là một khe nứt nhỏ hẹp trước mặt tôi là một mặt của tảng đá khổng lồ còn khá bằng phẳng bên cạnh tôi toàn là đá vụn lớn lớn nhỏ 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 nhất cũng phải bằng quả trứng đà điểu lớn nhất thì bằng khung cửa nhà chúng tôi thường ngày đá vụn lớn nhỏ không đều chồng chất lên nhau cực kỳ dễ hình thành kẻ đá mà giữa những hòn đá này và tôi còn có vô số thứ trông như mụn thịt màu đen tựa hồ đều mọc ra từ đá chính những thứ này đã lấp đầy mọi khoảng trống giữa tôi và đá có thể xác định những thứ này cùng loại với nốt ruồi thạch công nhưng mụn thịt ở đây lớn nhỏ không đều càng thêm ghê tởm tầm nhìn của tôi rất hạn chế bởi vì tôi không thể di chuyển đầu lúc này tôi đã có thể cảm nhận rõ không gian quanh đầu mình chắc chắn là ôm trọn đầu tôi cho nên đầu tôi mới hoàn toàn kẹt cứng thậm chí đã hơi biến dạng rồi hộp sọ người có độ đàn hồi vô cùng nhỏ, tôi bị kẹt đầu như thế này, da đầu tôi chắc chắn đã bị rách nhiều chỗ, rất có thể đã hoàn toàn tét ra, lộ cả xương sọ. Kiểu tưởng tượng này khiến tôi thấy hết sức sợ hãi, nhưng kinh nghiệm mạo hiểm nhiều năm khiến tôi thoát cái bình tĩnh lại. Tôi bắt đầu cảm nhận kỹ càng cơn đau trên từng tấc da đầu, nếu có chỗ nào hoàn toàn tê dại, bất cảm giác, bầy hộp sọ chỗ đó ắt hẳn đã lộ ra hoàn toàn. Cũng may không có, chỗ nào cũng đâu muốn chết. Tôi biết bên trái đồng hồ có một nút bấm, có thể phát giọng nói đọc mọi thông tin trên màn hình, vì thế tôi cố gắng xoay cổ tay, sau đó ép nút bấm vào đá, ấn xuống. Thời gian đếm ngược còn 5 phút, nhiệt độ 15, nhịp tim 125, xin vận động vừa phải. Đồng hồ nói. Chẳng lẽ không phải đếm ngược kết thúc, vậy đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tôi chạm phải gì khiến đồng hồ sáng lên sao? tôi không rành chiếc đồng hồ này nhưng tôi biết vừa rồi nhất định đã đụng trúng công tắc nào đồng hồ mới sáng lên thiết bị điện tử bây giờ không giống trước đây lúc trước mỗi công tắc đều có một nút bấm bây giờ có lẽ chỉ cần một chuyển động đặc biệt có khi là vì ngoài đồng hồ xoay được có khi là nhịp tim đạt đến mức nào đó sẽ tự động sáng lên nhắc nhở không sao lát nữa đồng hồ sẽ tối lại khi ấy tôi lại nghĩ cách tìm ra công tắc kia là được Tôi nhìn nốt ruồi thạch công gần nhất, có thể nhìn ra thứ này đúng thật là mọc ra từ đá. Những nốt ruồi thạch công này cực kỳ giống bên ngoài, e là có liên quan rất lớn đến sinh thái nơi đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chỉ còn 5 phút. Trong 5 phút này tôi chẳng làm được gì cả. Đồng hồ tối lại, nỗi tuyệt vọng trong lòng tôi vô cùng mãnh liệt, ở đây, đừng nói là 5 phút, dù là 5 ngày, tôi cũng không làm gì được. Tôi nằm trong bóng tối điều chỉnh một lúc, bắt đầu co duỗi ngón tay, thử tìm cách khiến đồng hồ sáng lên lại. Kết quả tôi chỉ cọ viền ngoài của đồng hồ lên đá một cái, đã phát hiện nó có thể xoay được, tôi cọ ba lần, đồng hồ lại sáng lên. Lần này, tôi nhìn thấy trong kẻ đá trước mặt mình có một thứ nhớp nháp như sên từ từ ghé lại gần, giống như mật ong vậy. Ở khoảng cách này, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ đó là gì, Quả thực là rất nhiều côn trùng. Trước đây tôi từng gặp loại trùng này, nhưng thứ ở đây lại rất khác loại tôi thấy lúc trước. Loại côn trùng này trông như bò cánh cứng bán trong suốt, nhưng cơ thể nhớp nháp như ốc sên. Tôi không biết dịch nhạy bên ngoài là một phần của cơ thể chúng, hay chỉ là chất bôi trơn do chúng tiết ra. Hơn nữa chất bôi trơn của tất cả chúng đều quện lại với nhau. Đám trùng này cực kỳ giống thi miết, nhưng rõ ràng nguyên thủy hơn thi miết nhiều như thể đến từ thời cổ đại xa xưa. Chương 13: Thời gian đếm ngược. Không kịp nghĩ kỹ, tôi đã lập tức nhận ra những con trùng này bò lên chiếc đồng hồ, hình như ánh sáng từ đó đã hấp dẫn chúng. Lúc này cũng không còn cách nào tắt ánh sáng trên đồng hồ, chỉ có thể cảm nhận trùng bò lên cổ tay tôi, chúng cũng không tấn công, chỉ vây quanh đồng hồ. Tôi cũng không dám nhúc nhích, đợi đến khi đồng hồ tắt lần nữa, tôi phỏng chừng thời gian đếm ngược chỉ còn khoảng một phút. Tôi đã không còn chán nản nữa, nhanh chóng gạt đi mọi ảo não trong lòng. Lúc này im lặng một lúc, thể lực khôi phục, cơn đau giảm bớt, lần nữa bắt đầu ngọ ngoậy toàn thân, muốn khiến mình ít nhất không kẹt cứng ở đây. Sức ép đó quá lớn, lần nữa khiến tôi suy sụp, vẫn không hề động đậy. Tôi nhắm mắt lại, tự nhủ, cảm nhận, dùng làn da mày để cảm nhận, bây giờ chỉ có bình tĩnh tuyệt đối mày mới sống sót được không thì chỉ lãng phí thể lực thôi tôi bắt đầu mở mọi giác quan trên người từng chút từng chút cảm nhận những chỗ làn da tôi tiếp xúc với kẻ đá xung quanh đầu tiên tôi phát hiện tay tôi kẹt trong kẻ đá vì máu chảy không thông đã sưng to hết mức nhưng hình như vì mồ hôi tôi tiết ra mà sát trơn trượt giữa tôi và đá tôi bắt đầu xoay cánh tay kể đó phát hiện giữa tay tôi và đá còn cách tấm áo khoác áo khoác này vô cùng dày lực ma sát rất lớn, cho nên tôi mới bị kẹt cứng như thế, cũng giống như nhét một cái khăn lông cực dày vào khe cửa vậy. Khi đổ mồ hôi, phần dính sát đá trở nên trơn nhờn, nhưng những phần sát áo khoác thì dính rất chặt. Đổ mồ hôi, tôi cần khiến mình thoát nước. Tuy không động đậy được, nhưng tôi có thể khiến các cơ bắp vận sức để cơ bắp căng cứng, sau đó cơ thể rung lên. Tôi vô cùng căng thẳng, cho nên chẳng mấy chốc toàn thân đã bắt đầu túa mồ hôi bỗng đồng hồ vang lên đếm ngược kết thúc tay tôi đột nhiên trượt chỉ trượt nhẹ một cái tôi biết mồ hôi của mình đã bắt đầu có tác dụng tôi ra sức rút tay trong tiếng chuông khiến người ta suy sập của đồng hồ đếm ngược tôi từng chút từng chút rút một tay về bên cạnh mình trên tay toàn là dịch nhầy nhưng những con trùng kia không biết đã đi hướng nào đồng hồ nhấp nháy biểu tượng về không nhưng đầu tôi không nhúc nhích được không thể cúi đầu, chỉ có thể ấn tắt nhắc nhở. Kế đó đến tay còn lại, tay còn lại bị kẹt cứng, có vẻ bị gãy xương, không có sức. Nhưng vì có một tay về được bên cạnh tôi, tôi có thể sờ lên người mình, phát hiện xung quanh vẫn còn chút không gian, đủ cho một tay hoạt động. Lần mò lấy dao găm trước, bắt đầu cắt rách quần áo, cắt từng chút từng chút, đến khi tôi xác định được những quần áo này sẽ không cản trở hành động của mình sau đó tôi dùng dao găm cắt trách tay áo bị kẹt kia cánh tay và tay áo bên này hoàn toàn bị đè cho nên tôi không chỉ cắt trách tay áo của trang phục múa mà còn cắt cả tay áo khoác sau đó tôi rút cánh tay trần ra khỏi tay áo phát hiện cũng may chỉ bị bông gân hai tay đều được tự do hiện tại còn chân và đầu hai tay tôi bắt đầu sờ cổ mình phát hiện phần cổ thoải mái không bị kẹt hiện tại tôi xác định đầu mình bị kẹp giữa hai khối đá tôi hít sâu mấy hơi biết mình chỉ cần hết sức thả lỏng sẽ có thể rút đầu ra được cách đơn giản nhất chính là dùng dao găm trực tiếp lóc một mảng da đầu đương nhiên tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy không có da đầu tôi cũng chẳng sống được bao lâu nhưng tôi cần thứ trơn trượt tôi sờ lên người phát hiện chỗ trơn nhất chính là gần đồng hồ nơi vừa rồi bị bọn trùng bâu đầy dùng đồng hồ phát sáng dụ trùng tới làm trơn sao. Chương 14, Thoát thân Tôi suy nghĩ mấy giây, quyết định không dụ trùng. Bọn trùng đó nhỏ hơn thi miết một chút, ước chừng chỉ to bằng nửa con thi miết bình thường, nhưng có thể chắc chắn chúng có tính công kích, trăng cọ chúng coi bộ vô cùng sắc bén. Nếu chúng chui vào tay hoặc mũi tôi, tôi không có tay để phòng ngự, đến lúc đó đầu bị kẹt ở đây còn não thì bị ăn sạch làm sao bây giờ? Tôi cảm nhận cả cái đầu, bắt đầu lần mò trên người mình, kết quả mò được đèn pin mình giấu lúc trước khi ấy treo nó trên dây nịch. Tôi cắm đèn pin vào khe hở dưới cổ, làm một cái đòn bẫy, đèn pin chế tạo vô cùng chắc chắn, tôi ra sức bẫy, hai khối đá hơi lơi ra, tôi lập tức vận hết sức rút đầu khỏi khe hở. Đây cơ bản đồng nghĩa với chen ra ngoài, đá vụn bên trên liền hững đi, mấy khối rơi xuống, tôi lập tức ôm đầu, sợ nhỡ không gian này đổ sụp, vậy thì sẽ bị hàng tấn đá đè bẹp như tương. Cũng may chỉ có mấy hòn đá rơi xuống, nơi này lại lần nữa ổn định, tôi bật đèn pin, phát hiện mình hoàn toàn ở trong một không gian giống như cái kén, xung quanh đều là mảnh vụn quần áo, cực kỳ lôi thôi. Chân tôi hoàn toàn bị chôn trong đống đá, đè rất chặt, nhưng trước mắt chỉ có thể để nó bị đè như thế, bởi vì nơi này không có chỗ nào để tôi duỗi chân nhìn kỹ lại một lượt tôi phát hiện không phải đá đè lên chân mình mà tất cả đều là xương đó toàn là xương người vỡ vụn tôi cầm nửa cái sọ lên xem phát hiện giữa những xương vỡ có rất nhiều đá quý dưới ánh đèn pin lấp lánh lóa mắt xương rất nhẹ tôi thận trọng rút chân ra một chút để mình được nằm thẳng đau đớn toàn thân khiến tôi thở dài một hơi tôi bắt đầu kéo những mảnh xương này ra trong xương chứa rất nhiều đá quý vàng rồng đào bới nửa ngày thì phát hiện một chiếc mão chỉ còn lại khung vàng coi bộ đã hóa đen, vô cùng cổ kỹ. Những mảnh xương này đều là vũ công hiến tế đến đây qua các thời kỳ. Bọn họ mặc trang phục tương tự, đeo mão hoa lộng lẫy, đá quý và vàng trên đó giờ rụng lã tả trong xương, đâu đâu cũng có, nhất thời khiến cả không gian trở nên vô cùng lấp lánh. Vẻ đẹp của cái chết trọn vẹn. Con người chưa bao giờ có được những viên đá xinh đẹp này là đã có được cuộc đời chúng ta mà thôi. Tôi chợt nhận ra mình bị nhét trong kẻ đá này không phải ngẫu nhiên, đây có thể là một cách dự trữ thức ăn. Tôi phát hiện một viên ngọc lục bảo to bằng quả trứng ngỗng, dưới ánh đèn viên lấp lánh chói mắt, chừng này đủ để mua lại ngọn núi sau thôn, đáng tiếc nếu không ra được, chẳng mấy chốc tôi sẽ hóa thành một đống xương trong số này. Nơi này chắc chắn không chỉ có một kho thức ăn như vậy những sinh vật này đã hoàn toàn thích nghi với môi trường sinh thái dưới tầng đá. Tôi ngẫm nghĩ, nhét những viên ngọc lục bảo lớn vào túi mình, sau đó rút tay áo ra khỏi kẻ đá. Lần nữa khoát lên tay mình để tay trần lạnh phần tiếp giáp tôi dùng kim chỉ gắn sau dao găm khâu qua loa lại. Kế đó tôi bắt đầu kiểm tra vết thương và thức ăn. Thức ăn chỉ còn lại một thanh sô-cô-la, có sáu vết thương lớn, chừng ba mươi mấy vết thương nhỏ, nhưng không nghiêm trọng như tôi nghĩ nghiêm trọng nhất lại là cánh tay, bởi vì thương đến gân, hơi khó dùng sức. Tôi nhìn lên trên, bên trên toàn là đá tảng, kích thước rất lớn, cho nên khe hở cũng rất lớn. Đương nhiên, nói là lớn, cũng chỉ miễn cưỡng thò nửa cánh tay qua. Tình hình hai bên cũng tương tự, có thể thấy sâu hơn 3 mét trong những khe hở này cũng bị đá nhỏ lấp kín. Tôi nhìn đồng hồ, ấn sáng lên thì thấy thời gian đếm ngược đã về không. Tôi nhìn mấy số không một hồi lâu, mới hạ đồng hồ xuống. Không hay chút nào, hy vọng bọn họ có plan B, bạn tự chắc đang lật đá trên kia, hy vọng tôi không bị chôn quá sâu. Tôi hơi ván đầu, dứt khoát ăn luôn thanh sô-cô-la, sau đó bắt đầu phán đoán kết cấu lực học của tất cả đá xung quanh. Vọng tưởng tìm được một khối đá kia, gõ bể nó, đá sẽ đổ sụp tạo thành một con đường mà không dầm nát tôi. Đương nhiên đây là mơ mộng hảo huyền. Nhưng trong lúc phán đoán kết cấu lực học xung quanh, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng một chiếc đồng hồ báo thức khác, giống hệt cái của tôi. Nhưng không phải đồng hồ của tôi, mà là một chiếc khác đằng sau tầng nham thạch bên cạnh tôi. Tôi ghé lại gần, thấy bên đó có ánh sáng đồng hồ yếu ớt rọi qua, nhưng có quá nhiều đá trắng ở giữa, hoàn toàn không nhìn rõ. Tiểu Hoa, tôi khẽ hỏi một tiếng, thầm nghĩ sao lại có hai chiếc đồng hồ giống nhau. Không có tiếng trả lời. Nhưng chuông báo thức không ngừng reo, khiến tôi hết sức hoảng loạn. Tiểu Hoa, tôi hỏi tiếp. Đừng lên tiếng, đột nhiên sau tảng đá đó truyền đến giọng một người, rất khẽ, đừng nói gì cả. Nói rồi, tiếng đồng hồ cũng tắt. Tôi giật nảy mình, đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Đột nhiên tôi nhận ra, đây có thể là người khác trong đội Tiểu Hoa, đồng hồ của bọn họ đều cùng một thiết kế. Nhưng vừa rồi tôi gọi nửa ngày sao người này không lên tiếng, nếu khi ấy hắn lên tiếng, tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Anh là ai? Tôi hỏi. Người đó không trả lời tôi, chỉ khẽ hỏi, anh biết niệm kinh không? Chương 15, hiện thực hỗn loạn. Tôi ù ù cạc cạc, hỏi lại, kinh gì? Kinh Kim Cương thì tôi ok, kinh Thập Vạn Long tôi không thuộc được, kinh Biển Bức tôi cũng không thuộc nốt, nhưng trong điện thoại tôi có ghi âm sẵn hắn nói một câu có vẻ là tên tiếng tạng, tôi không biết là gì, hắn nói với tôi, vậy lát nữa anh niệm theo tôi. Tôi mới nghe ra khẩu âm người này là khẩu âm tạng bình thường, nhận ra hắn có thể không phải người của tiểu hoa. Tại sao? Tôi hỏi, thầm nghĩ lẽ nào tộc du mục vào nhầm nơi này bị kẹt lại sao? Nhưng sao hắn lại có đồng hồ của tiểu hoa? Không niệm thì sẽ bị ăn đấy. Hắn nói. Anh là ai? Tôi gặn hỏi lần nữa, ở nơi thế này còn gặp được người đúng là một chuyện vô cùng ly kỳ tôi là ai trả lời tôi tôi nói không thì tôi sẽ cho rằng thần kinh anh không bình thường nói rồi tôi đến gần kẻ đá nhìn kỹ đối phương đương nhiên giữa chúng tôi bị rất nhiều đá ngăn cách đối phương có vẻ hoàn toàn không bật chiếu sáng cho nên xung quanh tối đen không nhìn thấy gì cả tôi không nhớ tôi là ai hắn nói nhưng tôi biết tôi là thú cưng tức là sao tức là được nuôi ở đây thứ này không giết tôi chỉ cho tôi ăn cũng không biết đã bao lâu rồi hắn nói còn anh kể ra thì dài tôi đang ngẫm lại lời hắn cảm thấy nổi da gà tôi kể chuyện anh nghe anh lại không kể cho tôi anh rất ngạo mạn đấy ngữ khí của đối phương giống như đang tức giận vậy lúc này tôi không có lòng dạ nào đi lo cho cảm xúc của người khác nói thẳng luôn tôi không phải thú cưng tôi cảm thấy lát nữa tôi sẽ bị ăn thịt anh phải niệm kinh anh niệm rồi thì sẽ được xem là thú cưng tôi không biết tôi bảo rồi anh niệm theo tôi à đúng rồi anh cần một thứ tôi tìm giúp anh hắn nói đèn pin của tôi rọi vào khe nứt tôi tưởng mình sẽ nhìn thấy một cái bóng nào đó lắc lư thu hút mình nhưng hoàn toàn không có lúc này tôi đột nhiên nghe thấy xung quanh vang lên rất nhiều tiếng đá lăn liên tục khoảnh khắc ấy giống như có tàu điện ngầm xuyên qua kẻ đá trên đỉnh đầu tôi vậy tôi không nói gì chỉ lắng nghe âm thanh ấy trôi qua rất nhanh đối diện cũng yên lặng một lúc đột nhiên một thứ được ném qua khe hở giữa hắn và tôi tôi nhặt lên phát hiện là một chiếc răng tôi sửng sốt nhận thấy chiếc răng đó còn dính máu đầm đìa máu chuyện gì vậy cho anh cho tôi làm gì anh phải đặt nó dưới lưỡi mình sau đó niệm kinh nó sẽ tưởng anh và tôi là cùng một người nó sẽ tha cho anh nó thích người như tôi tôi dùng đèn pin rọi chiếc răng đây là răng anh phải anh đưa tay qua đây tôi đưa kinh cho anh anh cầm lấy bây giờ anh còn nhìn được có thể học thuộc tôi dùng đèn pin rọi qua quả nhiên phát hiện trong lỗ nhét một quyển kinh được bọc phướng vô cùng cũ kỹ. Sách làm từ từng tờ giấy vô cùng đặc biệt, nhưng vẫn không thấy bóng người nào trong kẻ đá bên cạnh. Tôi cảm thấy kỳ lạ, lúc này nhìn kỹ chiếc răng, tôi mới phát hiện, đây thực ra không phải răng người, nhưng nếu phải nói đây là răng gì, tôi lại không nói được. Đây là răng của anh, tôi hỏi lại lần nữa. Phải, hắn trả lời chắc nịch. Tôi nhìn chiếc răng, Tôi có nghiên cứu về răng người, đây chắc chắn không phải răng người, nhưng chiếc răng này đúng là còn mới, tôi càng cảm thấy khó hiểu, đồng thời bắt đầu thấy quỷ dị. Quay lại nhìn kẻ đá, thì thấy quyển kinh đã được một cái tay màu nâu như cành cây khô đưa qua lỗ hỏng. Ngón tay dài mảnh vô cùng, gấp ba bốn lần người bình thường, bàn tay ấy vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải tay người. Cầm lấy đi, nó ở bên kia nói. Chương 16 Tôi nhìn bàn tay kia, thực ra nó gần như vẫn còn nằm trong kẻ đá. Tôi nhận thấy lớp đá ngăn cách giữa chúng tôi quá rầy, cánh tay đó chỉ có thể vươn tới khoảng cách này. Ban đầu, tôi nhanh chóng nghĩ đến một khả năng, phải chăng không gian người này đang ở có rất nhiều xác khô, trong đó có một cái xác khô có ngón tay rất dài đã khô quắt lại. Hắn muốn đưa đồ cho tôi, đã lấy tay người ta ra dùng. Nhưng tôi lập tức nhận ra, ngón tay phi nhân loại dài mảnh khô quắc này biết cử động, nó vừa duỗi ra quyển kinh đã rơi xuống bên cạnh tôi lại nhận ra ngón tay đó thực ra không thể vươn ra từ trong lỗ không gian này quá nhỏ nếu nó vươn tay tới gần như đã có thể chạm đến mặt tôi nếu không vì đèn pin lần này quá quá sáng dùng đèn pin bình thường chắc chắn không thể nhìn rõ một đôi tay đẩy kinh qua như vậy được bấy giờ tôi dùng đèn pin chiếu qua cái lỗ bàn tay kỳ quái đó cứ thế xòe ra trong bóng tối giọng nói kia vẫn đang nói nào anh xem ngay đi xem xong trả lại tôi ngón tay lại bắt đầu cào đá trong đó hình như hơi sốt ruột nếu tôi vội vàng trả quyển kinh lại nó có thể chộp lấy tay tôi tôi nhìn vào lỗ cảm thấy mọi thứ trước mắt không thể lý giải tôi làm sao thế này bị kẹp đầu vào đá đến lú rồi sao thứ đằng sau đống đá rõ ràng vô cùng tỉnh táo có thể giao tiếp được nhưng tuyệt đối không phải người thứ nó ném sang không phải răng người tay cũng tuyệt đối không phải tay con người mà giống một loại bánh tông nào đó thi hóa rất lâu rồi hơn nữa mọi hành vi của nó tôi lập tức ngộ ra nó đang lừa tôi đưa tay qua cái lỗ này nó muốn dùng bút để chộp tay tôi tôi chưa từng gặp tình huống nào như vậy tôi rụt người vào không gian nhỏ hẹp này lần nữa quan sát kỹ cái răng kia chắc chắn nó không nhìn thấy vì lúc này nếu nó nhìn trộm qua cái lỗ sẽ lập tức thấy tôi không đọc quyển kinh mà đang nhìn cái răng. Cái răng này lớn hơn răng người, hơn nữa cạnh răng còn rất sắc bén. Cái răng này đã được mai để trông rất giống răng người, có lẽ nó vốn dài hơn nhiều lắm. Bết máu vẫn còn, quả thực giống như được nhổ ra từ vật sống. Tôi cầm quyển kinh lên, lật ra, phát hiện quyển kinh này đã có nhiều năm lịch sử, bị kinh chạm vào giòn vụn, hoàn toàn không phải chữ hán, mà là một loại văn tự tôi không nhận biết được khá giống chữ tạng, tôi tự suy đoán, cảm thấy là chữ viết khi tiếng phạn vừa du nhập vào Tây Tạng. Đọc mau lên, đọc xong trả lại tôi, thứ đó vẫn đang dục. Tôi thấy tay nó gấp rút cào lên đá, thậm chí còn cố sức vươn tới, muốn tóm lấy tôi. Tôi không hiểu tình hình hiện tại, tôi cảm thấy đây là ảo giác, mình lại rơi vào một loại ảo giác, có thể do không gian kính và chấn động não gây nên. Nếu là ảo giác nhưng cách của nó nhất định là do tôi ảo tưởng ra, cũng có nghĩa là do tôi xây dựng nên, cách phá giải trước giờ đều là hỏi một vài câu hỏi mà bản thân tôi cũng không biết, xem nó có trả lời được không. Tôi ngẫm nghĩ, dè dặt hỏi, tôi đọc không hiểu, anh đọc giúp tôi được không? Thứ đó im lặng một hồi, bỗng không trả lời. Tôi đợi một lúc, nhận ra hình như nó không có mong muốn trả lời nữa, tôi lần nữa dùng đèn pin rọi qua cái lỗ, phát hiện cái tay trong lỗ đã biến mất. Quả nhiên là ảo giác. Tôi thầm cảm thấy kỳ lạ, nhưng quyển kinh hết sức chân thực đã nát thành một đống, rơi lả tả trong tay tôi. "Ê!" Tôi gọi một tiếng. Nó vẫn không trả lời, xung quanh đều yên tĩnh. Ngay lúc này, đồng hồ của tôi lần nữa sáng lên. Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy thời gian trên đồng hồ đã lộn tùng phèo, đó là một thời gian tuyệt đối không thể nào xuất hiện. 36 giờ 83 phút. Chương 17, Linh Cảm Tôi ngần ngừ hai đến 3 giây, cục diện trước mắt vô cùng tồi tệ. Trước đây hạt tử từng dạy tôi phải mau chóng phân loại vấn đề trước mắt, sau đó trong đầu phải có cách xử lý nhanh hết mức có thể. Không thì rất nhiều khi, hiểu rõ vấn đề đã tốn quá nhiều thời gian, ngược lại rút ngắn thời gian sinh tồn của mình đến cực hạn. Hiện tại phân loại vấn đề này chính là cấp độ đùa với lửa. Tiểu Hoa từng khuyên tôi, Đừng để mình rơi vào cấp độ đùa với lửa. Tiểu Hoa có lẽ không bao giờ bước vào hoàn cảnh như thế, nhưng hạt tử không chú trọng mấy việc này, cho nên ở cấp độ đùa với lửa, anh ta vẫn có một vài cách. Đầu tiên là đối mặt hiện thực, sau đó tìm ra thứ duy nhất có lợi với tôi lúc này, hơn nữa giữ trịch lấy thứ này. Thứ có lợi với tôi lúc này chính là vách ngăn đủ dày, áp lực của tầng đá này đủ lớn, cho nên dù đối diện là thứ gì nó cũng tuyệt đối không thể chui qua kẻ đá để tới đây. Sau đó là tìm nhược được đối thủ của tôi. Tôi có hai đối thủ, một đối thủ là tầng nham thạch bên trên không biết nặng bao nhiêu tấn, đối thủ này không có nhược điểm. Nhược điểm duy nhất chính là khe hở trong không gian của nó rất lớn, tôi có thể hô hấp, hơn nữa tôi còn mang lương khô bên mình. Tuy có thể tôi không thể đại tiểu tiện trong không gian nhỏ hẹp này, nhưng hạt tử từng nói, trong cảnh quận bách, bất cứ thứ gì dư ra bên người, đều có thể là vũ khí và cứu tinh của mình. Lúc này tôi không hơi nào nghĩ xem, thứ tôi bài tiết ra có thể cứu mình ra sao, nhưng tôi tin chuyện hạt tử nói. Trước đây tôi từng tiến hành vài huấn luyện với anh ta, tôi biết cách tư duy của anh ta là đúng. Đối thủ thứ hai chính là thứ tôi không biết là gì kia, nó hoàn toàn vượt quá nhận thức của tôi. Tôi nhìn đồng hồ, đồng hồ hoặc là hỏng rồi hoặc là khởi động công năng đặc biệt gì đó mà tôi không biết cũng có lẽ bây giờ tôi đang ở trong ảo giác dù sao đi nữa quái vật này vừa rồi đang dụ dỗ tôi để tôi đưa tay vào kẻ đá cho nên nó không qua đây dù tức giận nó cũng không qua không thì nó đã không cần dùng ngưu trí hát hạt tử từng hình dung muộn du bình anh ta nói người này chưa từng dùng trí tuy anh ta biết y cũng không phải ngốc cũng rất tháo vát đặc biệt là sau khi dịch dung là một người là một người có niềm tin diễn xuất, nhưng năng lực của y quá mạnh, cho nên y luôn dùng tốc độ danh nhất để giải quyết đối phương. Những người dùng trí ác hẳn không có sức cự trực diện đối phương. Nếu là vậy, bây giờ tôi có thể thử chọc giận, thậm chí phá vỡ mối quan hệ giữa tôi và quái vật bên kia, tôi có thể thử làm nhục nó. Đối với người như tôi mà nói, ưu thế duy nhất chính là tôi từng được học một vài lý luận hệ thống, cũng học được rất nhiều thứ từ đủ loại người, cho nên tôi phân tích được tình huống kẻ địch đủ nhanh. Đầu tiên, quái vật này đang mê hoặc tôi, rốt cuộc nó là một quái vật có ý thức, dùng ý thức để dụ dỗ tôi, hay là một quái vật vô ý thức, chỉ thông qua cơ chế nào đó để ảnh hưởng đến não tôi từ xa. Cách run bờm ngựa khống chế bọ ngựa vô cùng đơn giản, chính là để nó nhìn thấy mặt phẳng sáng loáng để nhảy xuống trông có vẻ như là jun bầm ngựa ở trong não bọ ngựa dụ dỗ nó đi về phía hồ ngoài mặt là trí tuệ cực cao nó cứ như có thể cảm nhận mọi dòng chảy từ xa thực ra nó chỉ là khiến bọ ngựa tự sinh ra ảo giác nhảy xuống mặt phẳng sáng loáng mà thôi cho nên bọ ngựa bị jun bờm ngựa ký sinh sẽ nhảy xuống hồ còn lao vào gương có lần tôi ở quê nhìn thấy rất nhiều bọ ngựa lục tục nhảy lên một cái nắp nồi inox mới toanh ở nhà cái nắp nồi đó đang không ngừng lấp lánh dưới ánh nắng nếu là vậy thì quái vật này chính là theo phản xạ có điều kiện lợi dụng quyển kinh khống chế suy nghĩ của tôi dù tôi đưa tay sang mà tôi cũng có thể chắc chắn sau khi tóm được tay tôi nó sẽ có cách giết chết tôi sau đó chính là nó có trí khôn nhưng tôi chưa từng gặp quái vật nào thật sự có trí khôn như con người có thể trực tiếp đối thoại với con người thêm nữa sau khi đến nơi này Tất cả chúng tôi đều không ngừng gặp vấn đề về não, từ thiên thụ đến bàn tử. Đêm hôm gặp đủ thứ quái vật. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến biểu cảm của bàn tử khi đó. Vừa rồi lúc ngã vào khe nước này đã xảy ra chuyện gì? Tôi chợt nhận ra, tóm lấy ánh điện trong bóng tối, lóe lên một linh cảm. Chương 18, hư hư thực thực. Nhớ vừa rồi lúc mới rơi vào khe nước. Bàn Tử nói lúc hắn gác đêm từng trông thấy Vân Thái, hơn nữa Vân Thái cho hắn một viên đạn. Khi ấy tôi đã cảm thấy Bàn Tử có điều giấu giếm, hắn không nói ra mọi thứ hắn nhìn thấy, hắn chỉ nói với tôi, sau này có thể tôi cũng sẽ gặp tình huống tương tự, bảo tôi nhất định phải chú ý, đừng mềm lòng. Khi ấy tôi cũng không biết hắn có ý gì, nhưng Bàn Tử tuyệt đối sẽ không hại tôi, hắn không nói cũng có nghĩa là hắn cho rằng nói ra cũng không có ý nghĩa có thể còn là chuyện riêng của hắn, cho nên tôi cũng không gặn hỏi. Vì thế chuyện này đã bị tôi bỏ quên sau một chuỗi sự việc xảy ra kế đó, tôi hoang mang đến nỗi hoàn toàn không rảnh lo đến chuyện này. Nhưng thực ra khi ấy tôi có một suy nghĩ, chẳng lẽ trong khe nước này có sức mạnh gì đó có thể khiến chúng tôi nhìn thấy người đã khuất. Bây giờ nhớ lại, trải nghiệm của bàn tử khi ấy vô cùng giống tình huống hiện tại của tôi, trong này chỗ giống nhất là bàn tử có được một viên đạn đó là một viên đạn thật trăm phần trăm không phải ảo giác còn tôi cũng có được một quyển kinh thật trăm phần trăm quyển kinh ấy ở ngay bên đầu tôi đây tuyệt đối không phải ảo giác nhưng vân thái đã chết sẽ không sống lại mà quái vật vừa rồi cũng tuyệt đối không thể xuất hiện trong hiện thực tôi nhìn lỗ hỏng trước mặt bên kia vẫn không có chút động tĩnh gì tôi cắn móng tay trong đầu nhanh chóng xoay chuyển vân thái là người yêu của bàn tử khe nứt dưới lòng đất này cho bàn tử lần nữa nhìn thấy người yêu, dù nơi này có tà quái gì hay không, ít nhất nó cũng có lý do nào đó. Nhưng thứ tôi nhìn thấy là cái bẹo gì, chẳng lẽ thứ đó là người yêu của tôi sao? Người yêu của tôi thế mà lại là một sinh vật ngón tay dài quỷ dị, giống như cây khô, hơn nữa răng sắc nhọn thế sao, đây nhất định không phải người. Thứ này còn cho tôi một quyển kinh. Ý nghĩa của viên đạn kia đối với Vân Thái trong lòng tôi rất rõ. Nhưng quyển kinh là gì? Bên cạnh tôi có ai đã chết, hơn nữa còn chết vì kinh sao? Chẳng lẽ tôi là Ninh Thái Thần, đối diện là lão lão bán nam bán nữ? Tôi lại nhìn quyển kinh kia, quyển kinh đó càng thêm giòn vụn, những chữ tàn cổ giống như phạn văn trên đó, tôi không hiểu chữ nào. Chuyện tôi gặp phải lại không trùng khớp với chuyện bằng tử gặp phải, chứng tỏ không liên quan đến người yêu, cũng không phải vì đối phương là người trong lòng, tình huống kỳ dị này mới xuất hiện. Mà bàn tử đã bảo tôi, sau này có gặp thì đừng mềm lòng, nghĩa là sao? Chẳng lẽ hôm đó bàn tử nhìn thấy Vân Thái, hắn biết đó là do thứ gì đó biến thành, vì thế đã giết yêu quái có hình dáng Vân Thái rồi. Tôi nhìn kẻ hở kia, đau cả đầu, không ngừng nghĩ bàn tử và Vân Thái còn có quan hệ gì, đằng sau lớp đá đó rốt cuộc là cái gì? trong đầu tôi rất loạn có một suy nghĩ vẫn luôn không ngừng xoay vần nói sao đi nữa quan hệ giữa bàn tử và vân thái cũng rất thân mật mà những người có quan hệ thân mật bên cạnh tôi cũng đều là người không có quái vật chẳng lẽ nó đang ám chỉ trong những người có quan hệ thân mật với tôi có một người không phải người cũng có lẽ người này không chết cho nên không thể tìm trong số những người đã chết ngón tay rất dài muộn du bình không, không phải ngón tay nào của muộn du bình cũng dài. Răng nhọn, bày chứng tỏ răng phải từng được mài. Đột nhiên tôi nhớ đến một người. Trần Bì A Tứ, Tứ A Công. Trước khi chết ông ta có bộ dạng gần như thế nhất, ông ta chết vì quyển kinh sao. Lúc ông ta chết tôi không có ở hiện trường, tôi không biết, tôi chỉ nhìn thấy dáng vẻ của ông ta sau khi thi hóa. ban tử và vân thái, tôi và tứ A Công, rốt cuộc có chỗ nào giống nhau. Chương 19, tỉnh ngộ. Nhắc đến bàn tử và vân thái, tôi với hắn tâm sự không nhiều, hơn nữa hắn cũng không chịu nói, không phải không dám, chỉ là không muốn. Nhìn lại tứ A Công và tôi, thực ra không có gì để so sánh, nhưng lúc này dưới áp lực khổng lồ, đầu óc tôi xoay chuyển vô cùng nhanh. Chuyện vốn dĩ nhìn bề ngoài cảm thấy tuyệt đối không thể tìm ra điểm chung, thế mà thoáng chốc lại để tôi phát hiện ra một điểm hơn nữa điểm này không hề điêu không phải do suy diễn quá đà viên đạn ấy có lẽ chính là viên đạn trong người vân thái vân thái ở đây giao cho bàn tử một thứ có ý nghĩa đặc biệt với hắn nhưng tôi không biết ý nghĩa này rốt cuộc là gì mà tôi cũng từng móc đồ ra từ cơ thể trần bì a tứ khi ấy bàn tử không lấy viên đạn ra khỏi người vân thái thi thể vân thái cuối cùng ở đâu tôi hoàn toàn không rõ cho nên viên đạn vốn nằm trong cơ thể vân thái sau đó đến đây giao cho bàn tử nếu người xuất hiện vừa rồi là trần bì a tứ phải chăng có nghĩa là quyển kinh phật vốn cũng nằm trong người ông ta hơn nữa là thứ rất quan trọng với tôi chẳng lẽ khi ấy tôi chưa móc sạch đồ trong người ông ta suy nghĩ này rốt cuộc có nhảm nhí không tôi đã không nhận định được nữa nhưng trước mắt tôi cảm thấy vô cùng hợp lý khi ấy trong cơ thể trần bì a tứ không chỉ có thứ tôi tìm được còn có thứ khác lẽ ra tôi phải nhìn thấy nhưng lại không thấy tạm thời khoan xét đến nguyên lý khoa học thi thể dưới núi trường bạch vì sao lại lần nữa khôi phục ý thức còn xuất hiện ở đây đưa cho tôi thứ dấu trong người nó nhưng đây là điểm tương đồng duy nhất của tôi với bàn tử và vân thái mà tôi có thể nghĩ tới trong cơ thể chưa từng trao ra tôi lại nhìn cái lỗ kia vẫn không có động tĩnh tôi thậm chí còn gọi một tiếng tứ a công đối diện hình như trống trơn vì thế tôi cầm quyển kinh giống như phạn văn kia lên lần nữa nếu đây là thứ tứ a công giấu trong người hơn nữa tôi lẽ ra đã phải thấy đó rốt cuộc là thứ gì tôi đọc kỹ từng chữ một lần nữa hoàn toàn chắc chắn không hiểu gì cả tôi hít sâu một hơi bắt đầu tìm thông tin ngoại lề của quyển kinh ví dụ như giấy vết trách nhìn vết trách của giấy tôi chợt nhận ra ra vết trách này vô cùng giống vết nứt của tầng đá màu đen tôi nhìn thấy bên cạnh đốm đen khổng lồ kia. Tôi ghép vết trách lại, kết quả phát hiện những đường trách tạo thành đốm đen giống như mặt trời đen kia. Giống y hệt. Như vậy là sao? Tôi nằm trong kẻ đá la lớn, lòng loạn cào cào, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại. Rốt cuộc là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Kế đó, lại một suy nghĩ xuất hiện trong óc tôi. Những suy nghĩ này cái sau nối cái trước, giống như linh cảm vậy. Trước đó tôi cho rằng đều là do bản thân mình, nhưng giờ tôi nhận ra không phải. Những suy nghĩ này không phải của tôi, mà có người đang ngồi thứ đó vào đầu tôi. Nó đã đưa vào những gì? Có người để tôi đến đây, có người để tôi đi vào nơi sâu nhất, sâu trong khe nước này có thứ gì đang dụ tôi vào? Nó muốn gặp tôi. Đầu tôi đầy mồ hôi lạnh, nhận ra những thứ này do một thứ chưa thể xác định ám thị cho tôi nó muốn nói gì đó với tôi. Hoa văn trên quyển kinh này, quái vật kỳ lạ sát vách, đều đang nói gì đó với tôi. Nhưng hình như nó không nói ra được, cũng không thể nói ra, nó chỉ có thể không ngừng cho tôi linh cảm, để ám thị tôi. Mồ hôi tôi ướt đẫm, chợt nhận ra gì đó, sờ sờ túi mình. Không thấy cái túi tôi đựng thiên thạch đồng nữa, tôi không còn được nó bảo vệ. Bây giờ tôi đang trong cơn thiên thụ điên cuồng có lẽ lúc nãy bị kéo xuống đây đã mất rồi kẹt trong tầng đá bên trên sao tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế tôi đã chẳng ngại gì tấn công vật lý nữa bây giờ bắt đầu thao túng tâm lý sao nó đang cho tôi linh cảm không ngừng khiêu khích đột nhiên tôi nhìn thấy trong kẻ đá kia cánh tay như cây khô lại duỗi sang nào nắm tay tôi anh sẽ có thể rời khỏi đây tôi đưa anh đến một nơi giọng kia lại nói phải ghi nhớ quyển kinh đó đấy